Rồi, xin chào tất cả các em. Xin lớp 9, như vậy thì trong clip trước thầy đã quay xong cho các em tới cái bài 10.5 đúng không nào? Trong clip hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái bài 10.6 trở đi các em nhé. Ok. 10.6 các em. Bây giờ thầy sẽ đọc đề, tóm tắt đề bài rồi hướng dẫn cho em nhé. Trong mạch điện có sơ đồ vẽ ở hình 10.2 để các em. Nguồn điện có hiệu điện thế không đổi, như vậy thì ở đây U đó chính là bằng 12V đây các em, cái hiệu điện thế không đổi có được không nào? Đó, ở đây câu A người ta yêu cầu gì đây các em? Điều chỉnh con chạy của biến trở để vôn kế chỉ là 6V hả nào, thì MB kế chỉ tương ứng ở đây là 0,5A, như vậy thì ở đây chúng ta có là Y ở đây sẽ là bằng 0,5A này, có đúng chưa nào? Đó, và U của chúng ta là bằng bao nhiêu em? Như vậy thì U ở đây thầy ký hiệu ở đây là U của cái von kế ở đây đó nào, nó sẽ là gì? 6V. Hỏi khi đó biến trở có điện trở là bao nhiêu? Như vậy thì ở đây người ta hỏi các em là cái giá trị của điện trở là bằng bao nhiêu, được chưa nào? Tính ở chỗ đây thì rất là dễ rồi, thì chúng ta sẽ lấy cái UV này chia cho Y này sẽ ra được R, câu A rất dễ, được chưa nào? Đó, sau khi các em đã có R rồi, được chưa nào? Đó, thì chúng ta sẽ tính được cái gì các em? Ta sẽ tính được cái R tương đương, từ đó từ có R tương đương rồi chúng ta sẽ trừ cho R này thì ra được R của biến trở, hiểu chưa nào? Đó, ta có câu B nè. Phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu để vôn kế chỉ là 4,5V. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có ở đây là cái U, ở đây U phẩy vôn kế là 4,5V. Khi đó chúng ta cần phải tính R, R phẩy của biến trở là bằng bao nhiêu. Ý là như vậy đó. Các em hiểu chưa nào? Rồi. Như vậy thì bây giờ á, chúng ta sẽ tính thêm thầy cái giá trị của cái điện trở R này trước, được chưa? Thầy giải nè. Câu A, đầu tiên thầy sẽ tính cái giá trị của điện trở R là, như vậy thì R này sẽ bằng là U của vôn kế và chia cho Y, đúng chưa nào? Thì nó sẽ bằng là gì? 6 chia cho 0,5 thì bằng, đúng chưa? 12V. Thầy nói 12 ohm nhé. Ok, các em hiểu nào? Sau khi mà thầy tính được cái giá trị điện trở R rồi thì bây giờ thầy sẽ tính cái điện trở tương đương của toàn mạch nhé. Điện trở tương đương của toàn mạch. Tại vì khi mà mắc nối tiếp thì cái y này là nó bằng nhau, chứng tỏ thầy chỉ lấy cái u của toàn mạch này chia cho y ở đây. Như vậy R tương đương thì nó sẽ bằng là u chia cho y thì nó sẽ bằng 12 chia cho 0,5 thì bằng 24 ohm. Em có hiểu chưa nào? Đó, như vậy thì bây giờ thầy sẽ tính được cái điện trở của biến trở là, như vậy thì ở đây chúng ta biết rằng là R tương đương nó sẽ bằng là R cộng cho R của biến trở, tại vì đây là mắc nối tiếp, thì chúng ta có cái điều này. Em hiểu chưa nào? Như vậy thì khi đó ta sẽ suy ra được R của biến trở nó sẽ bằng R tương đương trừ cho R thì nó sẽ bằng 24 trừ cho 12 thì sẽ bằng 12 ohm. Có được chưa? Ta có câu B nè. Như vậy thì ở đây chúng ta có này. Câu
Câu B, ở đây người ta yêu cầu kem tính R phẩy của biến trở khi mà thay đổi cái gì? Cái hiệu điện thế. Nó chỉ là 4,5V. Các em rõ không nào? Như vậy thì khi đó chúng ta sẽ tính gì nào? Khi cái volt kế là bao nhiêu em? À, 4,5V. Ha. Thì cái chỉ số ampere kế là như vậy thì ở đây chúng ta tính y của ampere kế ra là bằng u phẩy v trừ chia cho r của chúng ta, có được chưa nào? Mà r của chúng ta ở đây là nãy là bằng bao nhiêu? À, là bằng 12 này, là đây nghe thấy chưa nào? Như vậy thì nó sẽ bằng là 4,5 ta chia cho 12, ta dùng máy tính ta bấm nha, 0,375 nghe ampere. Các em có hiểu nào? Nghĩa là khi mà thay đổi cái anh u phẩy v này thì cái ampere kế này nó cũng sẽ thay đổi, hiểu không? Đó, như vậy thì ở đây chúng ta có là cái hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở khi đó là như vậy thì ở đây chúng ta có u của biến trở có phải bằng là u của mặt của tổng á trừ cho u phẩy v của volt kế, có phải là bằng 12 trừ cho 4,5 thì sẽ bằng 7,5 nhá, bằng 7,5V. Sau khi có u và y, chúng ta sẽ tính được cái điện trở của biến trở khi đó nhá. Như vậy thì cái điện trở của biến trở khi đó là như vậy, R của biến trở gọi là R phẩy nha, sẽ bằng u của biến trở chia cho y, sẽ bằng là ở đây là bằng 7,5 chia 0,375 bằng 20 ohm nha. Được chưa? Đây, các em hiểu không nào? Ok, chúng ta sẽ đi sang cái bài 10.7 em nhé. 10.7 ta có câu 10.7, đây chính là câu trắc nghiệm nha. Hiệu điện thế u trong mạch điện có sơ đồ giống như hình 10.3. À, đây hiệu điện thế u này, cái ampere kế này, đây là cái biến trở này, đây là biến trở con chạy này, thấy chưa nào? Khi dịch chuyển con chạy của biến trở tiến dòng ở phía n, tiến vào đây, thì chỉ số ampere kế sẽ thay đổi như thế nào? Nghĩa tính chỉ số y. Các em rõ chưa nào? Như vậy thì các em nhớ này, khi ta dịch chuyển cái con chạy ha, của biến trở dòng ở phía n đây, thì điện trở của mạch sẽ như nào? À, điện trở sẽ tăng lên. Các em hiểu không? Điện trở tăng lên. Mà khi đó chỉ số u này không đổi, u không đổi, thì chứng tỏ chúng ta suy ra y này nó sẽ như nào các em? Bạn nào biết không? Các em có hiểu nào? Nó sẽ như nào? Nó sẽ tăng lên hay là giảm xuống? À, cường độ điện này nó sẽ giảm xuống. Ok, được chưa? Giảm dần, tăng dần. Rồi, như vậy đây, chính câu A kia. Các em có hiểu không nào? Ok, rồi chúng ta sẽ đi sang cái câu 10.8 nhé. Rồi, chúng ta đi sang cái bài 10.8 em. Biến trở không có ký hiệu nào dưới đây. Không có ký hiệu nha, nhớ từ không chứ không phải là ký hiệu nha. Câu A,
câu B, câu C, câu D. Như vậy thì các em thấy là trong bốn đáp án này thì các em thấy là cái đáp án nào mà cái biến trễ nó không có ký hiệu này các em? À, đó chính là đáp án gì? Đó chính là đáp án B các em nhé. Từ này rơi sau thì ta thấy đáp án A, C và D là đây là các ký hiệu của cái biến trễ. Còn riêng cái đáp án B này thì không bao giờ có. Ok, để chưa nào? Ta đi sang cái câu 10.9 luôn nha. Ta đi sang câu 10.9 nha. Câu phát biểu nào dưới đây là đây về biến trễ là không đúng, nhớ không đúng nha. Câu A, biến trễ là điện trễ có thể thay đổi trị số, cái này chắc chắn là đúng rồi nè. Biến trễ là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi cường độ dòng điện. Như vậy thì các em thấy rằng là biến trở là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi cường độ dòng điện, có đúng không nào? Đọc tiếp câu C thử nha. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để đổi chiều dòng điện trong mạch. Như vậy thì trong các cái đáp án này thì các em thấy là biến trở, cái câu A này chắc chắn là đúng rồi. Biến trở nó có thể thay đổi được cái gì em? Nó có thể thay đổi được cường độ dòng điện không? Được. Nó thay đổi được hiệu thế? Được. Nhưng đối với chiều của dòng điện trong mạch thì nó không thể thay đổi được. Như vậy thì cái đáp án chính xác của chúng ta đó chính là đáp án D em nhé. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để đổi chiều chiều dòng điện trong mạch, nhưng mà không thể được các em nhé. Như vậy thì cái này là không đúng, hiểu không? Đó. Ok, ta đi sang câu 10.10 em. Trước khi mắc biến trở vào mạch để điều chỉnh cường độ dòng điện thì cần điều chỉnh biến trở có giá trị nào dưới đây? Có giá trị là không, có giá trị nhỏ nhất, có giá trị lớn, có giá trị lớn nhất, nhỏ, lớn và lớn nhất, không. Như vậy thì theo em thì chúng ta nên chọn cái nào em? Trước khi mà mắc biến trở vào mạch để điều chỉnh cường độ dòng điện á, thì cần điều chỉnh cái biến trở có giá trị là lớn nhất. Tại sao như vậy nè? Tại vì như vậy thì cường độ dòng điện qua mạch sẽ là gì? Sẽ nhỏ nhất. Các em nhớ này, chúng ta phải chọn đó chính là có giá trị lớn nhất. Vì khi đó cái R này biến trở này nó phải là lớn nhất, khi đó cái cường độ dòng điện này nó sẽ là nhỏ nhất. Các em có hiểu chưa nào? Đó, khi chỉnh biến trở, điện trở của mạch nó sẽ giảm dần, nên cường độ dòng điện trong mạch nó sẽ như nào? Nó sẽ tăng dần. Như vậy thì khi đó nó sẽ tránh hư hỏng thiết bị gắn ở trong mạch đó. Dạ chưa? Nếu mà còn lời giải thích là như thế. Rồi, chúng ta sẽ đi sang cái câu 10.11 là câu cuối cùng trong clip hôm nay em nhé. Ok, 10.11 em. Trên một biến trở có ghi đây, các số ghi này có nghĩa gì đây? Như vậy thì ở đây các số ghi này, cái này á là R mát này, và Y này là Y mát này. Đó, nghĩa là khi chúng ta đọc á, nghĩa là biến trở, cái biến trở này nó có điện trở lớn nhất, có điện trở lớn nhất là 30 ohm và chịu được cái dòng điện có cường độ lớn nhất, cường độ dòng điện lớn nhất là 2.5 ampere. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì trong cái bốn đáp án này nhỏ nhất là sai này, nhỏ nhất sai luôn, lớn nhất đúng rồi này, là chuyện rồi, có vị đúng không? Nhỏ nhất cũng sai này. Như vậy câu C người ta là câu đúng này. Các em rõ chưa nào? Đó. Như vậy thì trong clip tiếp theo thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài 10.12 nha các em nha. Trở đi. Ok, cảm ơn em nha. Bye bye.